Chào các bạn nha. Hôm nay thì mình có thời gian rảnh rỗi, mình làm một cái video clip hướng dẫn các bạn một cái mẹo rất là hay là vệ sinh cái bồn rửa mặt này. Đấy, rất là sạch, rất là nhanh. Các bạn cùng chú ý theo dõi video của mình nhá. Đầu tiên thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một nước nóng. Chút hoài. Đấy, rồi chúng ta lấy rẻ mềm. Rồi các bạn có thể nhìn rõ hơn này. Cái bồn rửa mặt nó rất là cáu bẩn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Màu vàng, nó gần như màu ngà vàng. Cái cáu bẩn hết này. Các cái phần xứ này của nó là cáu bẩn hết rồi. Đấy, mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo làm vệ sinh nó rất là trắng sáng nhá. Chúng ta lấy rẻ mềm, chúng ta thoa đều nước nóng lên, thoa đều nước nóng lên, nước ấm luôn đã, thoa đều lên cái vị trí xứ làm vệ sinh. Tuy là làm bên trong trước nha, làm bên trong trước. Ok, đã qua điều rồi. À, bây giờ kem đánh răng, các bạn nhìn thấy kem đánh răng hay không? Đấy, là kem đánh răng Close Up. Đấy, chúng ta hãy lấy ra một chút kem đánh răng, cho một chút kem đánh răng vào cái rẻ này. Kem đánh răng đây, ta lại xoa lên, xoa đều luôn, xoa đều bề mặt. Đấy, xoa đều bề mặt nhé. Ok, sau khi đã xoa đều xong, chúng ta cứ để ở đây ngâm khoảng 2 phút, sau đó chúng ta sẽ lau lại. Thế bây giờ đến lượt chúng ta làm bên ngoài này. À, khu bên ngoài rất là bẩn luôn này. Ok, bên ngoài này cũng thế, chúng ta lấy một chút nước nóng vào nước nóng luôn này. Để nóng các bạn nhé. Nếu mà nước nóng quá, chúng ta pha thêm nước nguội vào cho nó bị bẩn. Chút nữa. Bây giờ đã ấm rồi. Chúng ta lấy cái rẻ. Không cần, chúng ta té trực tiếp lên này luôn. Có vẻ là nước hơi nóng. Ok. Rồi, vệ sinh này. Rồi, hết lên này. Rồi, ok. Đấy. Cho đều lên bề mặt này. Sau đó chúng ta lấy rẻ mềm, các bạn nhớ là dùng rẻ mềm nhé. Ta cho một ít kem đánh răng, cho một chút kem đánh răng vào, cũng lau đều bề mặt. Em đang nói chắc rất là tẩy sạch rất nhanh, trắng sáng luôn. Đấy, mới làm cơ bản không còn trắng. Ngọc một lúc, lát nữa chúng ta rửa lại sạch bóng. Sau khi là sạch xong, khăn sạch ra, tập nước chúng ta lau lại.
Thấy nó trắng không? Trắng sáng rất nhanh đúng không ạ? Các bạn quan sát này, ở đây có một cái gật gù cái vòi này, cái vòi đang bị ố này, đang bị bẩn này. Đấy, ngoài ra nó còn bị như này nữa này. Mà mình có một tia nước này bắn ra. Đấy. Và video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách làm nào để khắc phục những như này nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy hay thì hãy đăng ký nhá. Nhận được những video mới nhất, những mẹo vặt mới nhất và hữu ích nhá. Ok, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn một cái mẹo để vệ sinh cái bồn rửa mặt này rất là nhanh, rất là trắng sáng đúng không nhỉ? Để nhận được những mẹo vặt hữu ích tiếp theo thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút chuông để nhận được những video mới nhất nhá.